Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người thuốc. Đây, PLP. Viên hoàn da dày PLP web tông. Bao bì sản phẩm. Thuốc này chữa hơi cao ngược. Những con da dày đấy, các bệnh nhân ngoài khó tiêu. Đấy, sản xuất bởi công ty dược Tùng Lộc 2 Hưng Yên Việt Nam. Đó. Đây. Đây. Thành phần này. Công dụng này. Hơi ở chua này. Đau thượng vị này, thư dịch, axit. Giảm trào ngược thực quản này. Đó. Đây, uống này. Uống trước 30 phút này. Để em này. Bảo quản này. Đấy. Tiếng rượu. Này mình lên. Lên. Đây có tem phẩm xé rồi. Xe hộp đóng rất là đẹp. Đây có hút 500 này. Đây hút 500 này. Đây, mở hộp ra. Thì nó giới thiệu đây là 1000 viên này. Đây. Hộp to này, 5 hộp nhỏ, 5 viên, 2000 viên này. Đây. Đây, trong bao bì rất sang trọng. Đây là hướng dẫn sử dụng. Đó. Hình công năng này. Mật nha này. Đây. Đối tượng sử dụng mấy cái dùng không? Có phải không? Tiếng đồ lệnh. Đồ sống. Đó. Sản phẩm không phải là thuốc, không phải chúng sử dụng đó. Ok. Đây này là cơ chế. Cơ chế tác dụng. Có một cái đẹp đúng không? Cái này thương mại xuất Anh Quốc. Đấy. Đây hộp 5 hộp. Đấy. Nó mát xem họ cái này nó có một hộp mình xé ra rồi này. 5 hộp nhỏ đây. Đẹp. Ôi nhiều nắp quá. Không nắp nữa. À nắp đấy. Đây. Đây viên thuốc của nó. Dạng viên. Nghe chưa? Lên uống 10 hạt hoặc đến 15 hạt. Nghe 2 lần. Ok. Đấy, hộp 200 viên đây. Nó dạng nếu mà giống thực phẩm chức năng vậy thôi chứ chắc không phải thành điều kiện. Đây là từng lớp bao bì
Quốc không bên mình có logo hàng hiệu đây, biến nhanh dây mấy trang Quốc đó hết nắng hộp đẹp rồi. Giá bao nhiêu mình biết thì hôm mình được người ta cho chứ mình biết giá bao nhiêu. Đấy nhá.